Mẹ nữa Ồ, cạn đi. Có yêu nha. Ủa, của anh lời nè. Của con bò đi, hiểu nè. cạn Bò trong là nè. gì? Nè Bò nè. Bò nè. Bò đâu? Bò đây. Bò đây. Bò đây hả? Đi mẹ chạy đâu? Chạy chạy. Sao nó lại như thế này hả? Thịt heo kìa, thế à? Con bò kìa, nó lọt thịt cha chưa? Bò nó lọt thịt cha chưa? Wow. Bò nó lọt thịt cha chưa? Chết lùm ơi. À, đừng ngại mất ạ. Bắn chết cha con kia đi. Bắn chết ta con kiến đi. Ê, chị muốn triệu hồi thêm con lợn rừng không? Triệu hồi con bò tiếp nào. Chân bò đây đúng không ta? Chân không biết. Sao biết? Cần giờ. Cần linh. Lồn. Cho mày cái mạng mày lên. Tao đang ở đấy đẹp rồi đây. Ngừa nè. Ngừa tôi nghiến luôn. Ngừa tự nhiên. Đấy đấy. Anh sẽ. Đâu đi, đâu đi. Tao chuẩn bị rồi, đi theo đấy. Ngừa đù. Mía ba tao là hạt. Tuyến ơi, vô cưng ngừa Tuyến ơi. Đây này, ngừa đâu nhìn này. Ngoài đi về. Thịt mẹ. Đúng rồi. Mà đang bay được, mà đang đừng im được, ra đèn được. Em ma này thì có cười người chị 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 em dị theo này hiểu hiểu mami à có con đàn cạn đau hiểu ơi có con cạn đau đây nè đây nè con mẹ nè đây 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 có con ngừa đây 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 ngừa tự ngừa ngừa tự nhiên luôn ngừa tự nhiên luôn ngừa máu cám à ngừa máu cám à. Ê, nhưng mà ai gặn cho em cái gì đâu ơi. Để đâu? Đây, đây, đây. Chị gặn đi. Đây, đây, thịt người. Rồi, rồi. Thịt người chuẩn bị có nè. Bầy ơi. Cái bầy ở đâu ấy? Cái bầy ở đâu ấy? Kìa, kìa, kìa. Ê, chị kiến này bầy. Cái bầy ở đâu vậy? Thôi, 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 thôi. Đây, 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 đây. Đi đây đi đi. Ủa, tao tao cho cái bầy thôi. Con gì? Mi mi đó, mi trả lại nó cho tao, tự nhiên. Mẹ yêu tự nhiên rồi chứ. À, ngô chạy rồi. Ôm. Hết sọt, chị Ngọc ơi, con bò nó ở dưới cái bẫy này này. Bò nó chết rồi. Chơi ngừa cứ cắn luôn. Ngừa của em đập. Ngừa của chị chơi nhanh cái. Hello, đập ở đây rồi em cứ chạy á. Ơ, ngừa bạch nè. Ngừa bạch luôn nè, em vừa bắn chứ một con đùn thịt thối nó lòi ra. Chị chạy với chị này. Thôi chị sẽ xuống đất chảy núi núi. Chị làm ở đấy góc cấy nha mà nghĩ. Mà nghĩ ơi. Chị làm ở đấy góc cấy nha. Thịt thối nó lòi ra rất bốc mùi nha các bạn, nó rất quên đi lạc mà không đi lạc. Chị Tuyến vẫn đang ở đây cởi ngựa vui nhỉ. Tao bắt bó quả trên xe nhà.
xây nhà rồi mà tối ấm. Em chạy rồi em lại đi. Ơ, vừa để em gọi ra của chị Ngô. Cái gì bảo anh đi rồi à? Không, có phải nó ta với hợp với trái lưng cũng nghĩa gì vậy? Em được đi. Được cái gì? Có nhiều đâu, để tao điện đâu. Cái bẫy. Bẫy. Này nè, đây chị đang ở một nơi rất là sáng tổ, mới thấy chưa? Cái gì cân tim đó ở nơi sáng tổ ra được. Ở cái đất nha, mình biết cô chạy nữa, tao cũng muốn cái đi phải nha, được phải. Thôi, lớp bàn đất. Đu mà, cái cảnh bảo. Ngựa đỏ cơ. Này, tao rộng con mấy người đâu? Lớp lại băng đã đi. Khoan em sợ. Chán rồi ta, phải mua ở nhà mấy điện. Mua lý gì vậy? Hả? Mua lý. Mua lý mua có mua mấy người được đây. Người được không? Người muốn. Người được. Xem như có người nó hiểu à. Chọn là người. Giết chó đi. Cay núi đi thì nó xin cái tay tao mà cho núi nhiều của giá thì đập đi đi nè. Núi không cần sống nó nghỉ đây đâu có mà sao con nước thôi đu chị đau vô hãng rồi nè chị đau hãng chị đau vô hãng nó nó cắn bắt té. Nắng còn hai cân nữa nữa. Không cần vào miếng cân gì đâu à. Cho thêm một cân. Hai cân hai nữa. Đừng nữa. Chị Ngọc đập trẻ đó mới biết đi nè. Ta để em dùng súng này. Bắn trái phải đạn. Hai cân nữa đi. Con cân sợi kìa đó. Hả? Đâu. Ủa bắn một đạn là chết cả bạn. Bốn đứa. Không. Đỡ đây. Mi du hận vô không đấy. Linh nhớ ra. Không có, không có, không có. Đưa đây đây. Để đâu, chăn lại. Cho Mi du đâu biết. Để em chị tung cái này còn phát. Ủa. Ai nhốt em rồi? Tao. Để ra đợi cho hận ra. Để tao cho anh vô đây đó. Suốt. À mày thấy thịt thối của thằng bạn mày lòi da thơm cực cờ. Ăn thịt nó cho tao. Ăn thịt nó. À mày. Mày. Đây. Ok. Đến suốt thịt thối của mày. Cái cái miếng thơm cho mày. Thịt thối của mày. Nhìn à. Đang chơi tư tư. Sống chưa? Mất cửa còn rớt. Cô cho anh ăn đi rồi. Thịt thối nhau rồi. Ok, em lấy đây rồi. Để tao cho cân của tao là mi vô, mi du. Đưa để tao chứ. Để nào mình ăn thì ra đây. Đừng mua lại quận nữa. Bữa xanh tự nhiên con cho sói cái nó ăn miếng của em. Ơ, có ba con à.
Ủa, 4 con. Hắn xin. Không, 4 con tự nhiên. À, em biết là mua rồi đấy. Điều là bụng rồi. Người thấy mua đồ ăn. Thằng vô cả đậm luôn đây này. Thật là quá chú. Con nên giết không? Không. Tao yêu tao chú ý thôi. Để làm bài. Nhớ bao nhiêu nữa, người ta ăn cạnh như mình phải là ăn nồi khung như ăn nồi điên lên. Cái nhà của tao như cái để cái khu vực ta trong hóa nè, để khu vực ta trong lửa. Nên để ta xuống như cái mì quán ở đấy. Lửa. Anh đi. Rồi, để nhìn đi ta sẽ xảy nha đa địa, nha cái lừa. Sao lại đa sử dụng lừa? Đù thấy đau là hắn khả côi. Lại đau lửa hắn khả côi. Trong trò tiệc. Rồi, một cánh cây thỏi vô rồi. Ê, tôi nhìn trong vòng bữa ra. Hai con, ba con luôn. Tao kể quá. À quên, hai con. Ừ, hai con. Ủa giờ con sẽ trồng một chỗ nào đấy? Nó không có chuyện. Ủa chẳng nhờ đéo chẳng thì làm sao được bố mày. Đừng đập mà con ơi. Ủa địch mà mày. Bố mày nghiện mà hơi lâu lắm rồi nha. Cái nồi ăn chó này bị lò thối. Cút nhà nữa trong quý mô. Cút điên à. Con đi vào đắng như là ai. Con sống như cậu tao đi chút. Thế Ủa đấy. Cạn đấy. Mày. Tôi được ngoại ngôn cho lá cát này. Tôi đang làm nha chạy mình được. Cút. Cút chờ. Dâm khổ để đất của con mấy. Em một con nó muốn nó bày bồi vô trong đấy rồi. Cho nó chơi ở đấy còn được. Để nó đập bằng đấy. Bằng đấy vô. Vô đấy.
con trai. Thịt thối của nó rồi, cho mấy con bé bu lại ăn luôn. Thịt thối chết đi em. Họ đập chết chó luôn đi. Con đi có nợ tao á, cứ cặn tao tức vải luôn. Để em giết nó luôn nhá. Thôi thì làm tim. Một cắn thôi, một cắn gì thôi. Cắn gì cho nó. Được không? Con này lão quá. Để tao làm một phong để nuôi sói nhé. Hiểu nhé. Ừ. Chúng sợ ra chỗ mũ rồi. Chúng hồi lúc rồi chị phát hiện á. Ừ. Đỏ nhé. Hả? Nó đỏ. Không phải, chúng người sói. Màu chị. Ôi này này. Bên trên ơi. Đấy. Chị muốn triệu hồi chó màu xám thì đây nè. Ừ. Ok. Anh có ruộng rồi. Còn anh nghỉ giáo à? Từ từ thôi. Đưa nào. Ê kìa kìa thắng một bạn. Thắng một con đấy thì chúng có thắng. Ừ tên nào. Ngon không? Ừ. Có bay đang hôn nhau này bây. Ăn đi. Ăn đi cho nó được. Ăn đi, ăn rồi bạn Hồng ơi đó. Ăn. Ăn ăn. Đừng đập mà Ngọc ơi. Trời ơi, mình nuôi trong con sỏi, mới trong con sỏi giữa con này không? Con sỏi hình lợn được ấy. Con này chó là con khu vực rất là tươi đẹp. Để nở con khả chiều. Ủa? Nó đang ở trong cái này không? Nghe không? Ừ. Tôi tạm đi.